Chúng ta đã xong mà sẽ cả thỏa hành cùng cả này cũng chạy bóng. Cụp chúm đẹp xua bóng 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 bí mật chú rùm chiếc tiết nghịch chân tương ảnh dự tì cụp dự tì sẽ lãnh bạc hẳn áp bí nếch chúm bát xin tên bóng tay thật nơi ra sát cổ văn bà. Để chỉ rùm bí vĩ nụ nông áo bà ta chỉ bí mật tứ nhưng hai ta trái lô cân niên cứ màu xong mần bát bây bây chúm hiền vì sạch bóng bí lý bà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cách và cổng bởi lì và rõ bỏ ạ cha mô ràn rõ bỏ ạ cha mùi chụp nụ nâng miền ca lực làng chả nằm bì rương ràng để tôn tân nâng vì thi cách cổng bởi lì và đòi nực hơn đòi bài hà nâng và đòi xa khi mặt khơi miền ca bỏ xa rai xìm xìm khả nê chả nằm bên tên mùi rì dẫn ní. Cô là bây nơi khả năng bần đà những dân cung và tiền có hóa tiền bà bà chất nè đại thủ lọ bù riêng là bây có quạt bàn lực làng ổng bì bà nhà hà rương ra cổng bà lì đôi chì miên là bóng sàn sử chìa có lực làng ổng bì rương ra cách cổng bà lì lục rù văn chân xa rai nâng, thôn miền non nâng có quật lược làng bí rương cổng quỷ lì hay là dự quân đại là bây kháng tế sna và sàn phê rên nâng có bóng lược làng và bí bánh hà cổng quỷ lì nâng phong đáy và bóng bóng hay chế bát của mình mình chỉ nhận là bây đôi bụi quật mình chỉ nhận chế đăng tràn đôi bụi quật tế vấn tay ca sắp đạp ca thlọp riêng năm bì rừng ra này ca cổng bà lý sắp đạp tới vì riêng trời khá chung khá ấy chúng ta có chung chay dùm lên vì đây dân thlọp đăng màu khá khá chung đó là bông bà ôn đá bồ nẹ khá khá thà rừng ra cổng bà lý nâng có thà chìa dẹ cổng bà lý khá tới thà cổng bà lý nâng cứ chìa rừng riêng kê thưa cổng bà lý nâng mình thưa rùm lực đó sẽ đánh xa và so ai nà cổng bà lý ấy dân ta vì ở trang của cổng bà lý nâng cổng rừng riêng kê sẽ đánh xa và cổng bà lý hay nâng sự kịp chỉ bông bà ôn nâng rừng đánh đại lại mùi bị thi cổng bà lý rư có sẽ đánh cổng bà lý chứ rừng đánh đại lại mùi hay mùi tiết như bị rừng tê và đa bà lý và tê và đa bà lý nó có xây đạch đà lại mùi tiết tử chứng đạch chùm bản lực làng nơi bên ấy cứ tiện tôn tần nâng rương đạch cổng bà lý nơi khả nông prung mạnh giá sá nà và khả nông prung mạnh giá sá nà hay nơi bà sát khả mai dương bà sát khả văn ấy cứ miên chùm lạ là tiện tôn tần nâng rương đạch cổng bà lý và cứ chì áo bà ta thì bà mùi rồi bỏ bà rê vi sinu chung bà thả vào bản đạch đại chỉ priem tư đại mà mình bạn đầy bày chung hiện vì sẽ đặt cổng bình lý nâng và chỉ priem tư mua vào bản nạn nâng chỉ avatar tìm của mùi đồng bò previsnu và mà mình bạn đầy bày chung hiện hay nấy cứ chậm lại previsnu nong chung hiện tìm mùi nhá này bày chung hiện bò previsnu đại dương hơi thả trai lô cần điện nâng trai lô cần điện thả nâng và bông bồn nơi sát sát đó bà chất bọn hay bà sát cả văn thì tăng bì sát đạo vật tí đọc bà mình mên lời lời này tế hay chậm lạc rương sát đạch cổng bình lý nế mình mên mên tài bà sát cả văn này tế cứ mình chả ra mình tên bà bông bồn nơi sau khả mai dưỡng mên nơi bương cầm đù phân nông kỳ lễ nhưng đang ấy phân nông kỳ lễ sát đạo vật tí phẩm án bông bồn mình tụm cả lời lời thế khả nông riêng của bạn chơi màn tỷ bí và chơi màn tỷ bí và ra các bạn đi sát thật quả tỷ đọc bộ bộ đăng hãy sát đạch và
ហើយសវរម្បានស្ដេចរាជេន្ទ្របរមន្នជ័យមន្តី4ជ័យមន្តី5ស្ថិតនៅក្នុងសតវតី10ដូចគ្នាអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយមាននៅប្រាសាទជ័យមានកលៀតឬយើងហៅថាប្រាសាទតុបខាងកើតហ្នឹងក៏មានរៀបរាប់អំពីរឿងនៃស្ដេចក្រុងបលីដែរបងប្អូនអ្នកខ្លះគាត់លើកឡើងថា រឿងក្រុងបលីនេះមាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាក្នុងគម្ពីរសំស្ក្រឹតនិយាយអំពីស្ដេចក្រុងបលីទេបាទបងប្អូនដឹងហើយជួយផ្សាយឲ្យមើលផងធ្លាប់តែសិក្សានៅក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាហើយព្រហ្មញ្ញសាសនានេះជាព្រះវិស្ណុជាអវតារទី6ប្រែក្លាយជាព្រះទឹមកវណ្ណៈគាត់លើកឡើងថាព្រហ្មញ្ញសាសនាជាប្រព្រំណាទៅសម្បត្តិបាត់ដីពីក្រុងបលីហ្នឹងគឺខុសសាសនាតែម្ដង បាទនឹងគឺចម្លាក់ដែលដូនតាមិនសល់ទុកឲ្យបាទមិនមែនចាស់ចាស់គាត់ចេះតែធ្វើចេះខ្ញុំបាទចេះតែនិយាយទេហើយសាក្សីទឹកតាមគឺមាននៅប្រាសាទកវ៉ាន់បាទប្រាសាទជ័យមានសលៀតឬប្រាសាទតុបខាងកើតក៏មានហើយនៅពើងកំនូភ្នំកលែងហ្នឹងក៏មានដល់បច្ចុប្បន្នដែរបងប្អូនចង់ទៅមើលចាំបាទអាចជូនទៅមើលបានបាទតេតួងទៅនឹងរឿងរ៉ាវស្ដេចក្រុងបលីបាទសម្បត្តិបាត់ដី ព្រះវិស្ណុបាទជាស្រ័យព្រះវិស្ណុបាទជាព្រាហ្មណ៍ទឺវាវណ្ណៈទៅសម្បត្តិបាត់3ស្ដេចក្រុងបលី3ជំហាននឹងគឺព្រះអង្គទៅបំពេញទៀនបាទបំពេញទៀនដល់ស្ដេចក្រុងបលីទេដែលគាត់ពេញចិត្តក្នុងការធ្វើទៀនហើយ3ជំហានរបស់ព្រះវិស្ណុនឹងជំហានដំបូងនឹងគឺផុតចក្រវាលអស់ហើយបាទគ្រប់គ្រងចក្រវាលទាំងមូលហើយជំហាន ទី2ហ្នឹងគឺដល់នៅកញ្ចុំផ្កាយបាទជាឋានព្រំនៅឋានលើបាទហើយជំហានទី3ហ្នឹងគឺជាន់នៅលើក្បាលស្ដេចក្រុងបលីរៀបទៅក្នុងដីប៉ុន្តែអង្គព្រះវិស្ណុមិនបានគ្រប់គ្រងយកទាំង3ជំហានហ្នឹងទេចុងក្រោយគឺព្រះវិស្ណុបកុលទាំងអស់ឲ្យទៅស្ដេចក្រុងបលីគ្រប់គ្រងវិញបាទហេតុដូច្នេះក៏មាន ទំនៀមទំនៀមទំលាប់ប្រពៃណីបាទមុននឹងធ្វើពិធីអ្វីមួយនៅលើទឹកដីអាពាហ៍ពិពាហ៍ឬក៏សាងសង់នៅគេហដ្ឋានសំណង់អគារផ្សេងៗគឺតែងតែមានធ្វើពិធីកិច្ចក្រុងបលីដើម្បីសុំនៅម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីគឺស្ដេចក្រុងបលីនឹងគឺហិញបទូនអីហ្នឹងឲ្យសុំសេចក្តីសុខបាទ សេចក្តីចម្រើនអីអញ្ចឹងណាហើយគាត់ក៏បានលើកឡើងថារឿងក្រុងបលីនេះជារឿងដែលអត់ប្រយោជន៍ជារឿងដែលលងលួចហើយមិនដឹងថាកើតនៅកាត់ណាទីកន្លែងណាអីអញ្ចឹងណាក៏រឿងនេះគឺព្រហ្មញ្ញសាសនាយើងដឹងហើយគឺនាំចូលពីឥណ្ឌាពុទ្ធសាសនាក៏មកពីឥណ្ឌា អញ្ចឹងបើយើងគោរពពុទ្ធសាសនាយើងសូម្បីតែពុទ្ធកើតនៅណាហ្នឹងឥណ្ឌាហេតុអីក៏យើងថាមិនដឹងរឿងនេះកើតនៅឯណាហើយយើងគោរពមិនបានអញ្ចឹងថាហើយថាជារឿងមិនបានការជារឿងនិយាយទៅជាគិតថាជារឿងអត់ប្រយោជន៍ណារឿងក្រុងបលីបងប្អូនគាត់មិនថាបើសិនជាអត់ប្រយោជន៍ហើយដូនតាយើងយកមកឆ្លាក់នៅតាមប្រាង្គប្រាសាទដ៏ធំស្រឹមស្កៃដូចជានៅទីនេះ សកវណ្ណនេះហើយនៅពើងកនុក្នុងកលែនហើយនៅប្រាសាទជ័យមានកលៀតឬតបអង្ការនឹងហើយដូនតាយើងរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយមិនសល់ទុកឲ្យយើងអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយគាត់ថារឿងក្រុងបលីនេះជារឿងអត់ប្រយោជន៍ហើយមិនដឹងថាកើតនៅកាត់ណាចក្រវាលណាអញ្ចឹងណាបងប្អូនដូចជាពុទ្ធនៅឥណ្ឌាទេប៉ុន្តែខ្មែរក៏គោរពថៃក៏គោរព ប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍មកគោកដែរគ្រប់ពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជាព្រហ្មញ្ញសាសនាអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទនេះព្រះវិស្ណុគង់ក្រុឌព្រះវិស្ណុទម្រង់ពហុ8ឬជាហៅថាព្រះនរាអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយដែលខ្ញុំបានចង់បញ្ជាក់ហ្នឹងគឺព្រះវិស្ណុ3ជំហាននៃកន្លែងនេះដើម្បី សម្បត្តិបាត់ដីពីក្រុងបលីក្នុងទម្រង់ជាអវតារឈ្មោះវាវណ្ណៈដែលជាព្រាហ្មណ៍ទឺដើម្បីបំពេញទៀនដល់ស្ដេចក្រុងបលីហ្នឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងមិនបានជួយអីដល់
đồn tại dưỡng dương chui thay ra xa cà phê cầm mọi bắt bóng bà và mình bàn chui ấy chẳng có dương cầm mộng lại mà dương chui cà phê chẳng có nào đúng bốn bà chừng chụp bạc rịp rộp clay clay câu chí công nghiên là dùng khăn tay chứ sẽ lại bây tốt vì sân nạp bộ bốn xa mặt mình chỉ hồi cùng là bây ấy tế nên có nâng bàn tay dân cúng còn lại trong chạy đồng lấy hay nâng thọt nơi tức tàng ông bì rương ra này tiện tôn nơi rương sạch rong bà lý hay nâng Previshnu bà bày chùm hiền hay bông ổn chọc vô chờ lòng thẳng Krong bà lý nâng chìa sạch xoa xo nâng mên thì Krong bà lý nâng cứ chìa sạch bà 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 lý nâng su kriếp chì rương mùi xê nâng nâng rương riêng kê bà hay tê và đa bà lý chì rương xê dây bì rương tê và đa bà lý tại nếu cứ sạch Krong bà lý nâng nâng rương trai lô cần niệt cứ bày chùm hiền rồi bỏ Previshnu chẳng á bọn bây giờ cục rong này thả từng bay đúng á bọn bà cục ở quân bà có công nhận là sống khăn tay chia sẻ bị tốt chúng ta sẽ tết sống mà sẽ cả lý sống chúng đẹp đẹp bà.